Tôi tặng cho hai chị. Cái này tôi tặng cho chị Tư. Cái này tôi tặng cho chị Thúy. Cảm ơn mợ. Từ nay hai người là người thân của tôi. Nếu như hai người mà căng thẳng như vậy hoài, tôi mệt mỏi lắm. Nếu thương tôi mong hai người đừng đối chọi nhau nữa. Chị Thủy Dương, chị là ân nhân của em. Cả đời này em sẽ không quên. Em hứa với chị, em sẽ chăm sóc Mỹ Ngọc. Dù sau này có thế nào, em nhất định sẽ không bỏ rơi Mỹ Ngọc. Chị yên lòng nghe chị. Bà chủ ơi, bà chủ vô đi chị Tư. Hồi nãy mợ dặn tôi xong việc ở dưới bếp rồi thì lên mợ biểu cái gì đó. Chị coi sắp xếp đồ đạc lại trong tủ giùm tôi. Lâu nay đồ của ông nhà tôi vẫn để đó. Dạ. Coi như là ông có mặt mỗi ngày, nhưng lưu luyến mãi cũng không tốt. Nhà Phật dạy con người thì phải nên biết buông bỏ. Dạ, cậu chủ đã đi rồi, mợ cũng không nên nắm níu hoài. Tưởng nhớ thì tưởng nhớ, nhưng mợ cũng cần phải nghĩ thoáng một chút, như vậy mới đỡ đau lòng. Cho nên bữa nay tôi nhờ chị sắp xếp lại. Đồ đạc nào của ông thì đem cất chỗ khác. Dạ. Mợ vẫn còn giữ chiếc vòng này sao? Lâu nay không có thấy mợ đeo, tôi cứ tưởng... Tôi luôn cất giữ. Đây là kỷ vật của chị Thùy Dương mà. Tôi cũng vậy nè. Đây nè, tôi quý nó lắm. Vật kỷ niệm của mợ Thùy Dương mà. Nè mợ, tôi còn nhớ lần đó chị Thùy Dương cố tình tặng cho tôi với chị, dạ, mỗi một người á, dạ, một chiếc vòng y chang nhau.
để giảng hòa giữa hai chúng ta. Chị ấy mong chúng ta đối xử với nhau như là chị em một nhà. Mợ chủ nhắc lại chuyện đó, tôi thiệt là mắc cỡ với mợ quá. Chuyện qua lâu rồi, xấu hổ gì nữa. Mà chị có làm gì đáng để xấu hổ đâu. Tôi nói rồi, tôi rất quý sự trung thành của chị. Dạ. Cũng vì quá trung thành nên chị mới cảnh giác với tất cả những người đặt chân vô cái nhà này. Không phải như vậy hay sao? Dạ, mợ chủ cảm ơn mợ đã thông cảm. Mợ không có phiền trách tôi. Dạ, thôi để tôi đi dọn cái tủ quần áo của cậu chủ nghe mợ. Tôi đi nghe. Còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.